lắm. Thì mấy các em còn nhớ năm nào không? À, vào năm 1986, cách đây khoảng ba mấy năm rồi đó, 34 năm đúng không? Thì lúc bây giờ thì chúng ta thấy tức là có một số những cái đơn vị như là ngân hàng, bưu điện hay là vân vân, điện rồi các thứ đó, thì ở cái thế gọi là độc quyền trước đó. Nhưng mà sau cái thời thay đổi này ấy, thì các cái đơn vị này tức là không còn được cái vị thế này nữa, và họ đã chuyển sang một cái cách thức để chúng ta có thể là tiến hành cái việc trao đổi hàng hóa, cũng như là cái việc phân phối hàng hóa cho cái người dân ấy, thì nó có bắt đầu có cái sự thay đổi. Trước đây thì những cái đơn vị như chúng ta vừa nêu ở trên ấy, gần như là một mình một chợ, và ở đấy còn tồn tại một số những cái bộ phận doanh nghiệp, các cái ngành mà như chúng ta đã biết đó là thị trường là của người bán, khách hàng chỉ là một nơi duy nhất để mua, vì vậy khách hàng phải lệ thuộc vào người bán. Như vậy chúng ta thấy là ví dụ như là ở Đà Lạt chúng ta chẳng hạn, chỉ có duy nhất một cái cửa hàng gọi là Bách Hóa Tổng Hợp, và tất cả những cái hàng hóa thì tập trung vào cái đơn vị thương nghiệp này, và cái thời gian đó thì người ta có thể là phân phối cho từng cái đơn vị một, chẳng hạn như là thịt hay là gạo hay là các cái hàng hóa như là xe cộ vân vân. Nói chung là người ta được khoảng N cái sản phẩm, thì người ta chia cái N sản phẩm cho các cái đơn vị khác nhau, và cái đó là cái mà gọi là người mua thì phải là phụ thuộc vào cái nơi bán. Và bán lúc đó thì các em để ý thì chỉ có gần như là một vài cái cửa hàng duy nhất thôi. Nhưng mà nếu chúng ta so sánh đến ngày nay ấy, thì nó hoàn toàn là ngược lại đúng không? Tức là một con đường hoặc là một cái thị xã, một cái thành phố hay là một cái thị trấn nào đó thì có bao nhiêu là nơi bán hàng, và người ta có thể là lựa chọn cái nơi bán mua bán của mình, tức là cho nó phù hợp thì như vậy. Lúc đó thì tất cả những cái hàng hóa do nhà nước quản lý đấy thì quyền quyết định về giá cả, về số lượng, về tất cả mọi cái, kể cả thời gian mở cửa để bán, ví dụ như vậy. Và nói chung là người mua đó, người dân chúng ta thì thường là phụ thuộc rất nhiều về cái việc để chúng ta mua hàng này. Thứ hai là cái thái độ phục vụ thì cũng kênh kiệu, và nói chung là không coi trọng khách hàng. Ở một thời như vậy thì chúng ta thấy là người ta quản lý tất cả, kể cả số lượng, kể cả chất lượng, kể cả sản phẩm, ví dụ như vậy. Thì chính từ những cái tư duy đó về cái việc để chúng ta bán hàng đó, thì gây ra những cái luồng dư luận xã hội, những cái định kiến không tốt về những cái bộ phận mà quản lý hàng hóa đó lúc bấy giờ. Đấy. Bởi vì người ta cho rằng tức là cái công việc thì rất là nhẹ nhàng, nhàn hạ, lương thì cao, mà lại còn cửa quyền hách dịch và coi thường khách hàng, vân vân. Nói chung là một thời là như vậy, chúng ta gọi là thời bao cấp đấy. Và cùng với cái xu hướng phát triển tất yếu của thị trường hiện nay đó, thì có rất nhiều những cái tổ chức thanh quyền tham gia hoạt động kinh doanh các cái mặt hàng sau khi có cái sự thay đổi như chúng ta đã biết đó. Thì các cái quan điểm về phục vụ khách hàng cũng có bắt đầu là thay đổi. Bởi vì thị trường là của người mua, tức là khách hàng đó, chúng ta gọi chung là khách hàng, quyền quyết định là của khách hàng chứ không phải là quyền quyết định là của người bán hay là của doanh nghiệp hay là của những cái người mà tạm gọi là cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ cho xã hội. Giả sử như mà cái thái độ phục vụ mà không tốt đấy thì chắc chắn người ta sẽ chuyển sang cái nơi khác người ta để mua, chứ không phải là tập trung vào một cái chỗ nào đó. Hoặc là chất lượng kém chẳng hạn thì người ta cũng có thể là chuyển sang một cái nơi khác để người ta mua. Và lúc bấy giờ mà được thời gian mà chưa thay đổi đổi mới đó, thì cái chính sách chăm sóc khách hàng cũng rất là kém. Như chúng ta biết hiện nay thì có rất nhiều những cái nơi mà để người ta phục vụ khách hàng, ví dụ như vậy. Do đó là khách hàng hiện nay thì có cái sự lựa chọn, các em có thể sử dụng Viettel, Mobifone hay là Vina vân vân. Nói chung như vậy, Mobifone hay Vina hoặc là Viettel thì tùy nơi nào mà có cái khả năng mà phục vụ khách hàng tốt nhất, hoặc là cung cấp những cái dịch vụ để phục vụ cho khách hàng mà
tốt đẹp nhất thì người ta sẽ đến đó, đến với cái doanh nghiệp đó. Như vậy là trong một cái số dân nhất định nào đó thì bây giờ là sẽ bị chia đều ra, chia đều ra, bởi vì người ta có thể là đến cửa hàng doanh nghiệp A, doanh nghiệp B hay là doanh nghiệp C, đúng không? Bởi vì cái đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái uy tín, cái thương hiệu của doanh nghiệp. Nếu giả sử phục vụ không tốt hoặc là chất lượng kém hay là thế nào đó thì người ta sẽ chuyển sang một cái doanh nghiệp khác. Chẳng hạn những cái mạng của thầy đấy, chẳng hạn thì trước đây thầy dạy cái mạng khác chẳng hạn như vậy, nhưng bây giờ trong cái khoảng thời gian nó sai đó thì cái thái độ phục vụ này rồi cái cung cấp cái những cái còn liên quan đến cái phục vụ cái mạng này đó nó không được như ý, cho nên là chuyển sang một cái mạng khác nó tốt hơn, ví dụ như vậy. Thì đấy là vài cái điểm mà thầy có thể nói về cái sự so sánh trước khi mà có cái sự thay đổi về năm 1986. Trước đó người ta gọi là giai đoạn từ cung cực cấp và cái giai đoạn là nhà nước là gần như phân phối hàng hóa cho dân, nhưng mà sau này thì có cái sự đổi mới hay là thay đổi thì nó sẽ khác. Như vậy thì chúng ta có thể kết luận rằng tức là giao tiếp với khách hàng là rất quan trọng, và để đem lại ví dụ như doanh thu cho một cái doanh nghiệp, một cái lợi nhuận vân vân, thì chúng ta phải có những cái chiến chiến lược để chúng ta là đến với khách hàng, đến với khách hàng. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đạt được những cái hiệu quả tốt nhất trong kinh doanh. Quan điểm này thì phải được thể hiện trên cả cái nguyên tắc sau đây, cả cái nguyên tắc sau đây. Đặc biệt là các em là dân học quản trị kinh doanh, thầy hay nói vui với sinh viên là thầy hay dùng cái từ dân luật, dân kinh tế, dân kế toán, vân vân, dân công nghệ thông tin, thì để cho nó gần gũi hơn và nó cũng thân thiện hơn, nên là cho phép thầy dùng cái từ gọi là các cái lớp liên quan đến cái ngành nghề của mình, ngành học của mình. Vậy thì trước hết là cái khách hàng là phải được đặt ở cái vị trí trung tâm trong toàn bộ cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và sau này các em có thể mở những cái công ty hay là những cái doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn vân vân, thì chúng ta phải chú ý đầu tiên đó là đến khách hàng. Sau này chúng ta sẽ nói về cái chăm sóc khách hàng nữa. Và cái doanh nghiệp đó hay là cái công ty đó, cái xí nghiệp đó, cái cơ quan đó là phải tập trung vào nỗ lực của mình để cố gắng thỏa mãn tất cả những cái gọi là cái nhu cầu mà khách hàng đưa ra, chẳng hạn như nhu cầu về mua sắm đi lại hay là trực tiếp online hay là vân vân, nói chung là những cái thỏa mãn đến cái mức tốt nhất phục vụ khách hàng. Và để xây dựng được cái mối quan hệ khách hàng này thì cần phải chú ý các cái quan điểm sau đây. Thầy có thể lấy một số cái yếu tố thì các bạn có thể tham khảo thêm. Thứ nhất là phải coi trọng khách hàng, lấy mục tiêu làm cho khách hàng là hài lòng để phấn đấu. Tức là cái nhu cầu mà khách hàng cần, cái mục tiêu mà khách hàng cần thì cái đó chúng ta phải làm đưa lên hàng đầu để làm cái hài lòng của khách. Thứ hai là khách hàng thì ai cũng là cái người quan trọng cả. Bởi vì chúng ta không kinh doanh chỉ nhằm cho họ mua một cái số mặt hàng, thái độ khách hàng đương nhiên là quan trọng nhất. Ba là khách hàng luôn luôn đúng. Chúng ta hay có cái câu vui là khách hàng là thượng đế đó, là khách hàng là số một. Khách hàng có thể sai nhưng chúng ta không được vạch ra cái sai của khách hàng, không vạch ra khách hàng như vậy. Điều một, nếu em sai thì xem lại điều hai là thế nào đó, thì chúng ta thường là điều một là luôn luôn khách hàng luôn luôn đúng. Điều hai mà nếu em sai thì phải xem lại điều một, là chúng ta phải giải thích một cách nhẹ nhàng, đúng không, để làm cho cái nâng cái tầm của cái khách hàng lên, và đồng thời phải giữ thể diện cho khách hàng dù họ có thể là sai. Có một lần thầy đi dạy một cái lớp kế toán tại Bảo Lộc, lúc đó khoảng 147 người, 147. Thì có rất nhiều người làm trong ngân hàng, trong cả cái kho bạc vân vân. Nói chung là các anh chị đó là lớn tuổi rồi, 40 50 tuổi đó. Thì
họ nói rằng tức là nhiều khi họ đến họ quát tháo nhân viên nhân hàng rồi các cái thứ, mà sau đó ra đi về khoảng chưa đến bãi giữ xe thì họ quay lại họ xin lỗi, họ xin lỗi là họ đã sai. Ví dụ như vậy, nếu một khách hàng bị chúng ta vạch ra cái sai thì khách hàng sẽ không bao giờ đến với chúng ta nữa. Và nếu thắng khách hàng bằng tình chứ không thắng khách hàng bằng lý, tức là bằng cái tình nghĩa giải thích cho họ, thì họ sẽ có thể chấp hành nhận hơn khi mà thắng họ bằng cái. Cái điểm thứ tư là khách hàng mang ơn huệ đến chúng ta chứ không phải chúng ta mang ơn huệ đến cho họ. Như vậy nếu chúng ta hiểu á, thì khi chúng ta bán được rất nhiều những cái sản phẩm trong ngân à, cho khách hàng thì chúng ta thu lại rất nhiều những cái lợi nhuận trong đó, và chính cái lợi nhuận này thì lại trả lương cho nhân viên của chúng ta, nhân viên chúng ta, thì đó là một cái điều chúng ta gọi là ngược lại ân huệ đến từ khách hàng. Là nếu chúng ta tiêu thụ được cho nhiều khách hàng thì chính cái đó chúng ta lấy làm lợi cho công ty. Thứ năm là vì khách hàng hiện tại và tương lai của khách hàng khi họ chọn mua hàng của bạn. Như vậy là chúng ta sang cái phần sau thì thầy có một cái ví dụ, tức là chúng ta để làm mất đi một khách hàng, thì chúng ta sẽ thiệt bao nhiêu, và chúng ta đưa về cho mình được một cái khách hàng thì chúng ta có lợi bao nhiêu và lời bao nhiêu. Để xây dựng tốt mối quan hệ với khách hàng thì cần lưu ý các cái bước sau đây. Thứ nhất là cần phải nhớ tên tuổi, địa chỉ của họ để cho họ có cái cảm giác tức là khách hàng được quan tâm, ví dụ như vậy. Vậy chúng ta hiểu rằng là nếu nhớ được một ai đó, thậm chí là địa chỉ của họ, nơi ở hay là như thế nào đó đó, thì họ thấy là cái doanh nghiệp đó thực sự là quan tâm đến họ, cũng lâu lắm rồi, chắc cũng khoảng vài vài hơn vài chục năm á, thầy dạy A tầm B cũng vô tình khi ra chơi đó thì nói chuyện với một vài bạn và có hỏi thăm về họ và tên lớp học, bởi vì hồi đó là học học chung, ví dụ như văn sử sinh học học một lớp, quản trị kế toán học một lớp, rồi luật học và du lịch học một lớp đó. Nói chung là lúc đó học rất là đông, cả một cái hội trường khoảng mấy trăm em. Và sau này thì khi ra trường á thì bạn có cái ấn tượng rằng là không ngờ thầy lại nói chuyện và hỏi thăm bọn em và hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình này, rồi họ và tên này, rồi quê quán này, rồi cái nguyện vọng khi ra trường vân vân, mà bọn em nhớ mãi cho đến bây giờ khi ra trường đã có gia đình, có một hai đứa con rồi, ví dụ như vậy. Và người ta ấn tượng mãi về cái sự quan tâm này. Thứ hai là gây ấn tượng với họ bằng cách chu đáo nghiêm túc trong cái công việc. Nói chung là chúng ta về mặt thời gian này, về mặt công việc này, về mặt nói chung là mọi thứ mà giao tiếp với khách hàng mà nói chung là nó chuẩn mực á, thì chúng ta sẽ có được một cái ấn tượng rất tốt đối với khách hàng, ví dụ như vậy. Thầy lấy ví dụ bên ngoài thôi, nhưng mà giả sử như là hàng ngày chúng ta lên lớp luôn luôn đi sớm không chậm phút nào, ví dụ như vậy, và lên thì tất cả mọi cái dụng cụ, mọi tất cả máy móc thì đã hoàn chỉnh và nội dung thì đã chuẩn bị sẵn và chỉ chờ sinh viên đến để chúng ta là giảng bài thôi, thì đó là bằng cái sự là chỉnh chu, chu đáo nghiêm túc trong giờ giấc, trong tất cả mọi cái. Và sau này thì các em cũng có một kinh nghiệm nho nhỏ đi làm việc cũng như vậy, tốt nhất là mình phải đến đúng giờ hoặc là trước giờ để chúng ta làm việc một cách nghiêm túc, thì đấy là cái ấn tượng tốt cho ông chủ, cho doanh nghiệp như vậy. Còn về cái thứ ba đó là phải đề cao cái quan trọng, tầm quan trọng của họ, tức là của khách hàng đó. Và luôn luôn đặt họ vào một cái vị trí tích cực, vị trí quan trọng. Và thứ tư là cho họ biết rằng luôn luôn có lý, họ là luôn luôn có lý và luôn luôn đúng và sẵn sàng muốn tiếp tục phục vụ khách hàng tốt hơn. Để biết điều như vậy, chúng ta đi ra ngân hàng, đi ra những cái nơi nào đó mà được họ phục vụ một cách tận tình, chu đáo, hoặc là đi mua hàng cũng vậy, ra cả cái quán mà người ta giới thiệu sản phẩm rồi giá cả rồi tất cả những cái điều đó, có khi là mình đến nhưng mà tham khảo thôi không mua, nhưng mà cảm thấy là khách hàng vui vẻ thì sau này chắc chắn mình sẽ đến nơi họ sẽ mua. Thì đấy là cái điểm thứ ba mà liên quan đến khách hàng. Trước khi sang phần phần này ấy, thì chúng ta thấy là trong tất cả những cái năm mà mình
sống và làm việc trên cái cuộc đời này đó thì chúng ta phải đến rất nhiều những cái cửa hàng khác nhau, và chắc chắn là các em sẽ không nhớ được ai đó, nhớ đến những cái nơi mà mình mua hàng, nhưng chắc chắn các em sẽ nhớ là những cái nơi nào đó, một vài nơi nào đó mà mình không bao giờ đến nữa. Thì đấy là cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Bởi vì sao? Bởi vì nơi bán đó là không vui vẻ hoặc là không thoải mái, nói chung là có cái gì đó mà khách hàng không chấp nhận được thì người ta sẽ không quay trở lại. Cái điểm mà thứ tư là các cái dấu hiệu về quan hệ với khách hàng. Khi mà chúng ta tiếp xúc với khách hàng thì gần như đây là lần đầu tiên, và sau đó thì gần như là thường xuyên. Khi mà chúng ta quan hệ với khách hàng thì đấy là về quan hệ trong giao dịch, như là ký cả cái văn bản để chúng ta chuẩn bị cho cái hợp đồng dài hạn, rồi phân phối hàng hóa đưa đến cho khách hàng, rồi vân vân. Nói chung là một cái giao dịch bất kỳ mà về tùy theo cái doanh nghiệp của chúng ta làm việc. Tiếp theo là bằng các cái biện pháp điều tra khác nhau thì để biết rõ thái độ của khách hàng có ảnh hưởng như thế nào đối với hoạt động của doanh nghiệp trên phương diện giao dịch. Chẳng hạn như là chúng ta có thể tham khảo ý kiến của khách hàng trong một cái tháng vừa qua, trong một quý vừa qua, trong 6 tháng đầu năm, trong 6 tháng cuối năm, và có thể là trong năm 2019, về cái thái độ của khách hàng đối với doanh nghiệp của mình như thế nào, và trên cái phương diện mà chúng ta có thể là phục vụ các cái sản phẩm cho họ, phục vụ các cái sản phẩm cho họ. Như vậy thì chúng ta hiểu là điều tra được những cái thái độ của họ để chúng ta điều chỉnh cái cách phục vụ đối với khách hàng nó tốt hơn. Thì như vậy điều tra thì chúng ta có thể là điều tra trực tiếp hoặc là điều tra bằng gián tiếp bằng những câu hỏi có thể là ABC hay là lựa chọn hay là đúng sai vân vân, tùy theo những cái cách mà chúng ta có thể là đưa ra các cái phiếu để thăm dò các cái khách hàng mà thường xuyên giao dịch với doanh nghiệp của chúng ta. Các cái tiêu chí để tiến hành thì chúng ta có thể đưa ra là, một là cái số lượng khách hàng đến giao dịch với doanh nghiệp chúng ta là như thế nào, chẳng hạn như là tháng 1 vừa rồi, tháng 2 vừa rồi, tháng 3 vừa rồi, hoặc là quý 3, quý 1 vừa rồi, hôm nay là tháng 4 chẳng hạn. Thì chúng ta quý 1 là xem thử cái khách hàng đến giao dịch là so với cùng kỳ năm ngoái là tăng hay là giảm, tăng hay là giảm về mặt số lượng, ví dụ như vậy. Chẳng hạn như là doanh nghiệp chúng ta có thể đã làm việc trong 10 năm thì hàng năm như vậy chúng ta có thể lấy một cái mốc thời gian nhất định, quý 1 của năm sau so sánh với quý 1 của năm trước, hoặc là 6 tháng của năm sau so sánh với 6 tháng của năm trước, để chúng ta biết được số lượng giao dịch như thế nào, tăng hay giảm. Điểm thứ hai là chúng ta có cái sự so sánh, tức là các cái tiêu chí này là so sánh xem thử là hàng tháng, hàng quý hay là hàng năm thì có những cái khách hàng khiếu nại như thế nào, hoặc là thậm chí có những cái tháng nào đó, quý nào đó, hoặc là năm nào đó mà có thể bị hủy bỏ các cái hợp đồng mà đang làm ăn với chúng ta, đang làm ăn với ta. Điểm thứ ba là tình hình thông tin phản hồi từ bộ phận thực hiện các cái hợp đồng với khách hàng. Trong một cái cơ quan, trong một xí nghiệp, trong một doanh nghiệp làm ăn thì thông thường người ta chia ra các cái phòng chức năng hoặc là các cái bộ phận để chúng ta làm việc với khách hàng. Trong đó có cái bộ phận chức năng đó là thực hiện các cái hợp đồng, thì chúng ta có thể biết được cái thông tin này để biết được, tức là hàng tháng hàng quý như vậy, năm trước năm sau cái nào đó thì cái tình hình đã đồng nó có cái sự so sánh tăng giảm thế nào. Thứ hai là tăng tăng trưởng doanh thu hàng năm hay là hàng quý hàng tháng. Doanh thu chúng ta quý 1 của năm 2020 là từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 so với tháng 1, tháng 2, tháng 3 của cái quý 1 năm 2019 như thế nào, ví dụ như vậy. Hoặc là số lượng các cái khách hàng quen, các cái khách hàng lớn của doanh nghiệp như thế nào. Rồi điều tra về số lượng giao dịch trên thực tế với số lượng giao dịch đi đến kết quả mong muốn. Chẳng hạn như trên thực tế thì có khoảng một số cái giao dịch là số lượng như thế này, nhưng mà trên thực tế đến kết quả như chúng ta mong đợi đó thì đó, có một số có thể là nó chênh lệch. Thời gian để thực hiện các cái giao dịch tương tự tăng lên hay giảm đi, tức là chúng ta có thể có cái sự so sánh
giữa cái tháng này với tháng khác, hoặc quý này với quý khác, hoặc năm trước hay là năm sau. Và ngoài ra thì còn những vấn đề vướng mắc hay là gặp phải khách hàng trong cả cái lần giao dịch là gì? Tức là trong cả cái lần giao dịch, cả cái hợp đồng rồi làm ăn với khách hàng đó, thì chúng ta có những điều gì đó mà có thể là khúc mắc giữa khách hàng với doanh nghiệp, ví dụ như vậy. Và chúng ta nhìn cái đó thì chúng ta phải điều chỉnh ngay để phù hợp với cái mong muốn, cái mong đợi của khách hàng. Chẳng hạn như là về thái độ không hòa nhã, cung cấp và thiếu thông tin cho khách hàng, sự băn khoăn về các cái yếu tố pháp lý, chẳng hạn như là nó chưa phù hợp với cái pháp lý của nhà nước Việt Nam quy định, chẳng hạn như vậy. Hoặc là không sẵn sàng tiếp tục trong công việc, chẳng hạn như là để hợp đồng rồi mà chúng ta chưa xong thì không sẵn sàng làm việc này thì cũng phải điều chỉnh, hoặc là không tiếp tục hợp tác từ phía khách hàng. Ví dụ như vậy, thì chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân làm sao để chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp. Ví dụ như vậy, cái thái độ không hòa nhã ở đây thì đấy là về phía trách nhiệm của công ty, là việc của chúng ta đối với khách hàng, đối với khách hàng. Ví dụ như vậy, chẳng hạn như là chúng ta đến ngân hàng thấy nhân viên mà vui vẻ, hòa nhã, thoải mái, và nói chung là tất cả những cái thông tin được cung cấp đầy đủ, thì chắc chắn là sẽ có cái sự bằng lòng đối với khách hàng, đối với doanh nghiệp đó, đối với ngân hàng đó, đối với kho bạc đó, vân vân, cũng như vậy. Cái thái độ này thì rất là quan trọng, người ta có thể là quay lại hay là bỏ đi, ví dụ như vậy. Thầy thì cũng có cái may mắn là bây giờ các em nếu mà ra các cái ngân hàng, các cái kho bạc tại Đà Lạt chúng ta chẳng hạn, thì nói chung là cựu sinh viên của khoa kinh tế quản trị kinh doanh, trong đó có quản ngành quản trị và ngành kế toán làm việc rất là nhiều, và hiện nay thì cựu sinh viên đó làm việc lâu năm, và có những em đã có những cái chức vụ quan trọng nhất định ở các ngân hàng này. Tất nhiên cũng có thể có cái sự ưu tiên, nhưng mà thầy ra để giao dịch ấy, thì thông thường gặp những cái cựu sinh viên đó thì bao giờ thái độ nói chung là phục vụ rất là hòa nhã, rất là nói chung vui vẻ, và thậm chí là giải thích những cái điều này rất là cơ bản xong xuôi, thì thầy cứ đợi xong đó thì chúng ta cùng làm việc, và sau đó thì trong khoảng mấy phút là mọi chỗ các cái giao dịch này là hoàn thành rất là nhanh chóng. Ví dụ như vậy. Cái phần thứ năm, phần cuối cùng của cái chương 2 đó, thì đấy là đặc điểm của giao tiếp kinh doanh. Và các em thì cái này cũng nên lưu ý, nếu mà chúng ta ghi chép được á, thì các em ghi chép lại, bởi vì trong câu hỏi ôn tập cái phần cuối đó thì thầy cũng có nêu một vài câu hỏi liên quan đến cái này, trong đặc biệt là cái ngành kinh tế kinh doanh của chúng ta. Trong kinh doanh thì có các cái loại giao dịch, chẳng hạn như là về bán hàng, marketing, thì cái này là chúng ta liên quan đến quảng cáo cho cái sản phẩm của chúng ta. Rồi về các cái giao dịch như là để thương lượng, để chúng ta có thể ký kết một cái hợp đồng nào đó cho có thương lượng.